Xin chào các bác nhé, xin chào các bạn nhé. Xin rất là cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi nhé. Thì trong cái video hôm nay xin giới thiệu tới các bác là cái thang Amacong nhé. Thực ra thì cái thang này là thang bổ thận 12 vị đấy, nhé. Thang bổ thận 12 vị thì được xây dựng trên cơ sở là cái thang Amacong, hay còn gọi có thể gọi là thang Amacong tự đóng của chúng tôi nhé. Đấy, thì thông thường thì chúng tôi gọi là thang bổ thận 12 vị nhé. Thì cái vị chính ấy là cái cây Amacong nhé. Cái thang này thì được nói qua về thang này ấy, thì nó gồm khoảng 12 vị chính. Đấy, thang này thì được người dùng đánh giá là tốt hơn cả Amacong chính hãng các bác. Bởi vì Amacong chính hãng thì cũng được xây dựng trên những cái vị thuốc này nhé. Nhưng mà tuy nhiên Amacong chính hãng ấy, thì cái gói Amacong ấy, của không phép nào bây giờ thì người ta nghiền nhỏ ra, các cái vị người ta nghiền nhỏ ra và uống thì nó không có nhiều cái chất lượng tốt. Một số các bác đã dùng thì đánh giá là cái Amacong chính hãng không bằng cái Amacong tự đóng của chúng tôi. Vậy bác nào dùng cái Amacong tự đóng này hoặc có thể dùng Amacong chính hãng đều có thể mua được qua số điện thoại 0932340345 nhé. Thì cái Amacong chính hãng hoặc là Amacong tự đóng của chúng tôi thì được xây dựng chính là trên cơ sở là cái cây Amacong này nhé. Cây Amacong này thì nó có một cái đặc điểm chính, đây chính là cái cây Amacong này nhé, tên nó là Trơm Trâm. Thì nó có một cái đặc điểm chính là cái vỏ này nó rất là tốt này nhé. Đấy, nó giống như thì các bác tách vỏ này ra nhé, xong nó là lấy tay bẻ cái vỏ này này thì các bác sẽ thấy có cái tơ nhé. Cái tơ này nó giống như tơ đỗ trọng thôi, nhưng mà nó đây này. Đấy, nó giống như tơ đỗ trọng thôi nhưng mà nó mỏng thôi, nó không ấy lắm đâu nhá. Sẽ chỉnh đấy, có nhìn rộng đấy, nhìn thấy tơ chưa? Đấy, đây nhá. Đấy. Đấy, tơ đấy nhá. Đây tơ. Đấy, bác nhìn thấy không? Đúng không? Đấy, có cái tơ đấy nhá. Nó không đứt đâu, này, bẻ rồi nhưng không đứt đâu nhá. Đấy, chính nó là cái đặc điểm của cái tơ đây này. Đấy. Này. Đôi ra nhưng mà nó không đứt nhá. Đấy, đấy này tơ của cái cây Amacong ấy, hay còn gọi là phân biệt với cái cây tơm trâm này, thật hay giả nó nằm ở đây. Thì khi mà có cái cây tơm trâm này là cái gia vị chính trong cái thang Amacong rồi đấy, thì cái thang này tuy nhiên có người gọi là thang Amacong chính hãng hay thang Amacong không chính hãng, nhưng mà chất lượng của thang này thì khẳng định với các bác là chất lượng rất là tốt nhé. Nó có tác dụng là chữa về đau lưng, đau xương khớp, bổ dương, đấy, sinh tinh. Đấy, những người mà bị đau xương khớp này là một này, những người mà tinh trùng yếu này, những người liệt dương này, những người yếu sinh lý này, đều có thể dùng được. Cái thứ hai là ngoài cây Amacong ra thì được gia vị ra thêm là các cái vị như là cái lá hồi này, đấy, rồi ba kích này, đấy, rồi đến đẳng sâm này, đấy. Xong rồi đến ngưu tất này. Đấy, rồi đến quế chi này. Rồi đến kê huyết đằng này. Rồi đến dâm dương hoắc này. Rồi bổ cốt chỉ này. Đấy. Rồi sinh địa này. Đấy, rồi khúc khắc này. Linh chi này, và có thể được ra thêm một ít cái rễ mú tần nhé. Thì tổng cộng tôi xin đếm này, 1 vị này, 2 vị, 3 vị, 4 vị, 5 vị, 6 vị, 7 vị, 8 vị, 9 vị, 10 vị, 11 vị, 12 vị nhá. Đấy. Thì gồm có 12 vị chính như vậy nhá. Bác nào mà mua thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0932340345. Đây thì là cái Amacong không chính hãng nhá. Đấy, còn Amacong chính hãng là của không phát Lào. Còn để chúng tôi thì chỉ là cái Amacong gia vị thôi, hoặc là đóng theo công thức Amacong nhá. Xây dựng trên cơ sở là cái thang Amacong. Đấy, bà con dân tộc Tây Nguyên hay dùng thì chúng tôi sẽ tự xây dựng lại. Bởi thời xưa thì cái Amacong mới ra thì cái thang Amacong nó chưa có bản quyền, nhưng hiện nay cái thang Amacong đã có bản quyền của cái không phép Lào rồi, cho nên là chúng tôi không thể lấy cái tên là Amacong được nữa, mà thường ấy thì sẽ lấy cái tên là Amacong có chữ C thôi nhé, còn Amacong có chữ K thì sẽ không lấy được. Đấy. Nữa là đây là cái thang mà chúng tôi tự đóng nhé. Đấy, cơ sở là thảm mộc HHT sẽ đóng lại trên cơ sở nguyên bản là xây dựng từ cái thang Amacong. Nhưng mà khẳng định với các bác là chất lượng của cái thang này thì không thua kém hàng Amacong thật. Các bác có thể mua hai thang Amacong này và Amacong không phép Lào về các bác sử dụng để xem cái chất lượng nó như thế nào.
giá cái loại này thì thường thường luôn luôn bao giờ cũng sẽ thấp hơn cái thang ma công chính hãng nhé. Rồi xin giới thiệu tới các bác cái thang 12 vị đóng theo công thức của ma công. Xin giới thiệu tới các bác như vậy. Bác nào muốn sử dụng thì liên hệ với số điện thoại là 0932340345 hoặc 0964421551. Xin nhắc lại một lần nữa là cái thang này thì các bác có thể ngâm trong thời gian khoảng 30 đến 45 ngày là có thể sử dụng được. Nhưng mà ngâm lâu hơn từ 3 tháng đến 6 tháng thì nó sẽ rất là ngon. Các bác ngâm cái thang này từ 30 đến 45 ngày là dùng được nhé. Còn ngon hơn đấy thì các bác có thể ngâm từ 3 tháng đến 6 tháng thì cái thang sẽ rất là ngon. Thường thì chúng ta dùng cái rượu trắng ngâm một thang này thì 5 đến 7 lít thôi nhé. Sau đó để chắt ra, uống rượu thì nếu mà nó có vị hơi chan chát một chút, các bác muốn ngọt hơn thì các bác có thể cho thêm một tí đường hoặc một chút mật ong vào, uống sẽ ngon hơn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn các bác đã xem cái video của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo. Cái thang này thì hiện nay đang có giá là 400.000 gửi đến tận nơi các bác nhé, bao gồm cả ship, miễn ship của các bác. Đấy. Thì có nào đặt hàng thì liên hệ với số điện thoại của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé.